tiếp. Đây là size 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32. Rồi size từ 10 đến 32 bao gồm 3, 6, 9, 12, 14 socket, 14 đầu tiếp. Một thanh nối dài 1 tấc rưỡi. Một thanh nối dài 250. Một thanh chữ T. Thanh trượt tay vặn chữ T. Một cái đầu đắt léo hay là đầu khớp xoay vặn nặng. Một cần tự động. Cần tự động loại này là có lỗ xếp chồng. Trong hộp bằng sắt. Như vậy tổng cộng nó sẽ có là 14 socket, 15, 16, 17, 18, 19 món. 19 chi tiết. Loại này là loại 6 cạnh, tiếp 6 cạnh. Như thế này thì gọi là 6 cạnh. Cũng là tiếp như thế này nhưng mà như này về là 12 cạnh. Thì hai cái khác nhau. Như vậy. Đảo chiều đây. Đảo chiều qua đây. Thanh nối dài như này. Nó có một cái đầu, nó có một cái lỗ. Cái thanh này nó có một cái lỗ. Lỗ này sẽ đứng vị trí của viên bi nằm trên cái cần tự động. Đây. Mình bỏ vào nó sẽ dễ. Tương tự cái này cũng thế. Sẽ có cái lỗ nằm trong. Trục đảo hướng